Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phe lò rã đám, tổng bàn giao bảo kiếm cho ai. Có thể nói sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng bao lâu nay là dựa vào Ban Bí thư và Bộ Công an. Ban Bí thư, Ban Nội chính và Ủy ban Kiểm tra Trung ương hỗ trợ mạnh cho ông Trọng trong việc tìm củi để ông đốt lò. Ban Tuyên giáo thực hiện công tác truyền thông cho phe lò. Ban Tổ chức thực hiện sắp xếp nhân sự, trám vào chỗ trống do phe củi để lại. Ngoài ra, kẻ hốt củi quẳng vào lò không ai khác chính là Tô Lâm. Đó là bộ máy làm nên sức mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây bộ máy này đã rã ra một mảng lớn, đó là Bộ Công an. Tuy lò vẫn cháy rực, nhưng cách đốn củi hiện nay đã khác trước rất nhiều. Những vụ bắt bớ gần đây cho thấy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu khá mờ nhạt. Quy trình biến quan tham thành củi đã bị đảo lộn. Bộ Công an xuống tay thường mà không thèm đợi Ban Bí thư thực hiện phần việc của họ. Tô Lâm làm cho phe lò của ông Trọng rã đám. Phe lò chắc chắn rã đám. Tuy nhiên, trước đây, nhiều người nghĩ phe lò chỉ rã đám khi ông Trọng chết hoặc rời khỏi vị trí quyền lực. Tuy nhiên, thực tế thì phe này đã tan rã sớm hơn dự đoán. Điều này khiến cho ông Trọng mất đi thanh bảo kiếm bao lâu nay. Hiện nay, thanh bảo kiếm vẫn đang chém xuống đầu hàng loạt quan tham, nhưng nó đang ở trong tay Tô Lâm. Tô Lâm đang tiền trảm hậu tấu, và thậm chí ông ta trảm mà chẳng cần tấu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với cách thức tiến hành từng bước trên con đường thâu tóm quyền lực của Tô Lâm, cho thấy ông ta đang học lại công thức thành công của Nguyễn Phú Trọng. Đầu tiên là cầu viện Bắc Triều, xin đỡ đầu. Sau đó là công thức ngồi tứ trụ, nắm Bộ Công an. Tuy nhiên, thành công đối với Tô Lâm vẫn đang ở phía trước và chưa chắc đã đến như mong đợi. Vì hiện nay Vương Đình Huệ vẫn đang tìm mọi cách để ngăn cản Tô Lâm đoạt quyền lực. Cả dư luận quốc tế và trong nước đều cho rằng hiện nay là thời bất ổn chính trị nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay, ghế chủ tịch nước vẫn đang để trống và các bên vẫn đang làm mọi cách, kể cả đánh dưới thắt lưng, chuốc thuốc và sang Bắc Kinh cầu viện. Rõ ràng Tô Lâm đang học theo công thức thành công của Nguyễn Phú Trọng, dù ông đang phản lại ông Trọng. Còn Vương Đình Huệ, liệu ông có theo đuổi một công thức khác hay vẫn đang học theo cách làm của ông Trọng? Công thức mà ông Trọng đưa ra đã chứng minh sự thành công của nó thông qua thực tế. Ông Huệ sẽ không mạo hiểm theo đuổi một công thức mới chưa được kiểm chứng. Thật ra, ông Huệ cũng đang theo đuổi công thức của Tổng Trọng giống như Tô Lâm. Ông cũng đi sứ sang tàu cầu viện, cũng muốn phe Nghệ An của ông nắm Bộ Công an. Việc đẩy Phan Đình Trạc ra để tranh ghế Bộ trưởng Bộ Công an với đàn em Hưng Yên của Tô Lâm có hai mục đích. Thứ nhất là để phá thế cờ của Tô Lâm và thứ nhì là để tạo sức mạnh cho Vương Đình Huệ. Hình ảnh Vương Đình Huệ và Tô Lâm khó về đích cùng lúc. Hiện cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Cho dù ai có ngồi vào ghế Tổng Bí thư thì cũng sẽ lặp lại những điều mà ông Trọng đã làm. Việc bê nguyên công thức của ông Trọng chính là đoạt lấy thanh bảo kiếm trong tay ông. Với bản chất tham quyền cố vị, khó có chuyện ông Trọng chịu bàn giao quyền lực cho người khác. Những người này chỉ có thể tự thân đoạt lấy mà thôi. Với đà đấu đá khốc liệt như thế này, hai đối thủ ngang tài ngang sức, Tô Lâm và Vương Đình Huệ rất khó có thể nguyên vẹn cả hai cho đến đại hội 14. Còn 20 tháng nữa mới đến đại hội ăn chia, nhưng xem ra sẽ có thêm người ngã ngựa trước vạch đích, bởi rất khó để Vương Đình Huệ và Tô Lâm cùng về đích một lúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Phe lò rã đám, tổng bàn giao bảo kiếm cho ai? Một nước Trung Hoa rao giảng hòa bình nhưng hành động hù dọa và quấy rối bằng vũ trang. Ngày 12 tháng 4, AFI tiếng Việt loan tin Trung Quốc bất bình vì bị Mỹ kéo bè bao vây. Theo đó, Hoa Kỳ trở thành kẻ gây bất ổn cho Trung Quốc trong những ngày gần đây. Bắc Kinh cáo buộc Tokyo và Washington bóp méo sự thật để bôi nhọ Trung Quốc thành một nước hung hăng. Hàng loạt sự kiện thắt chặt quan hệ với các nước trong khu vực được Hoa Kỳ tổ chức bị Trung Quốc coi là mối đe dọa cho hòa bình và ổn định trong vùng. AFI cho biết, trong vòng chưa đầy một tuần, Hoa Kỳ đã trở thành trung tâm và trung gian kết nối, tăng cường hợp tác với các đồng minh trong vùng. Mỹ tham gia hai cuộc tập trận đa phương liên tiếp với Philippines, Nhật và Úc ở Biển Đông vào ngày 7 tháng 4, với Hàn Quốc và Nhật Bản ở Biển Hoa Đông từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4. Tất cả đều nhằm mục đích tăng cường khả năng tác chiến, đối phó với mọi tình huống hàng hải. Hải quân Mỹ, Anh, Úc khẳng định sẽ tiếp tục các chuyến tuần tra trong tương lai. Hình ảnh, bản tin trên AFI.
Theo AFI, Washington cũng thuyết phục Tokyo tham gia hợp tác với liên minh ba bên AUKUS, Mỹ, Úc, Anh trong trụ cột thứ hai liên quan đến công nghệ tối tân. Hơn 50.000 quân nhân Mỹ đóng ở Nhật sẽ tác chiến hiệu quả hơn, phản ứng nhanh hơn, theo lệnh từ Trung tâm Chỉ huy song phương, thay vì phụ thuộc trực tiếp vào Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương ở Hawaii. Mỹ sẽ bảo vệ Philippines bằng mọi cách trong trường hợp đồng minh Đông Nam Á bị tấn công ở Biển Đông. Vẫn theo AFI, Bắc Kinh dường như đang ngồi trên lửa vì hàng loạt hoạt động dồn dập bủa vây nhằm mục đích chặn thói háu ăn của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đòi chủ quyền đến 80% diện tích Biển Đông, hăm dọa Philippines, tranh chấp quần đảo Senkaku, điếu ngư với Nhật Bản, đe dọa thống nhất Đài Loan kể cả bằng vũ lực, tự nhận là nạn nhân của những cáo buộc dối trá và hành động thù nghịch của Mỹ và đồng minh. AFI dẫn nhà nghiên cứu Emmanuel Veron, trường Inanco Paris, nhận định việc Washington xích lại gần với các nước trong vùng, nâng cấp quan hệ quân sự với Tokyo, không được Bắc Kinh hoan nghênh, trong bối cảnh Trung Quốc và Nhật Bản mất lòng tin vào nhau. Dù duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, một nước chủ hòa như Nhật Bản đang thay đổi lập trường, gia tăng hợp tác quân sự với Mỹ và các đồng minh không phải là tin tốt cho nước láng giềng Trung Quốc. Hình ảnh Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc. AFI tiếp tục dẫn quan điểm của chuyên gia quân sự Hans Brands, Đại học Johns Hopkins, Mỹ cho rằng mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa Mỹ và các nước trong vùng cũng cản đường Trung Quốc trở thành một nhân tố thống trị ở Thái Bình Dương. Ông nhận định Bắc Kinh tìm mọi cách phá vỡ những mối quan hệ đồng minh của Mỹ ở trong vùng. AFI cũng dẫn trang Global Times, ấn bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời Báo, đăng loạt phóng sự phản ánh những bất bình, phản đối của người Philippines về sự hiện diện quân sự của Mỹ, đồng thời cho hay Trung Quốc cáo buộc Philippines lôi kéo các thế lực bên ngoài can thiệp vào khu vực và tuyên truyền rằng ASEAN không ủng hộ hành động đơn phương của Manila. AFI nhận xét trên phương diện ngoại giao, chính quyền Bắc Kinh sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để bác những tuyên bố quan ngại của Mỹ và các đồng minh về những hành động gây bất ổn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đồng thời, Trung Quốc khẳng định mọi hành động của họ đều hợp pháp và phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài La Haye vẫn bị Trung Quốc coi là tờ giấy lộn. Một lực lượng anh hùng bàn phím hùng hậu được chính quyền Trung Quốc ngầm khuyến khích bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội với ngôn từ ít ngoại giao hơn, nếu không muốn nói là thỏa mạ. Các nhà lãnh đạo Nhật, Philippines, Mỹ bị coi là ác quỷ. Thủ tướng Kishida và Tổng thống Marcos Jr. bị ví là thú cưng của Biden. AFI dẫn giáo sư chính trị quốc tế Brad Glossman, Đại học Tama ở Tokyo, kiêm cố vấn tại Diễn đàn Thái Bình Dương, cho rằng một nước Trung Hoa vẫn rao giảng về một thế giới thịnh vượng, hài hòa và hòa bình, đang hành động ngược lại với những hù dọa quấy rối bằng vũ trang ngày càng gia tăng ở trong vùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin Một nước Trung Hoa rao giảng hòa bình nhưng hành động hù dọa và quấy rối bằng vũ trang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d.